Xin chào các bạn, tớ là Giang và anh hề Pennywise đã trở lại ở một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2019 là It Chapter 2. Đúng như những gì chúng ta đã học được và trông đợi từ cuối phần trước thì It đã trở lại sau giấc ngủ đông kéo dài 27 năm để một lần nữa khủng bố thị trấn Derry, cùng với đó là thách thức những kẻ đã đánh bại mình 27 năm về trước. Những người hùng của chúng ta giờ đây phải đối mặt với một thử thách lớn hơn rất nhiều khi họ đã bước sang độ tuổi 40, không còn sự trong sáng, hồn nhiên và gắn kết đã giúp họ giành chiến thắng sát sao trong lần đụng độ với It ngày xưa. Trước khi chúng ta được chứng kiến những người hùng xưa kia giờ đang sống như thế nào thì không thể thiếu được màn trở lại theo đúng phong cách của It để gọi là tạo không khí cho cả bộ phim và để nhắc nhở những người xem đã quên rằng nhân vật phản diện của series này 2 năm trước đã khiến họ sợ hãi đến như thế nào. Và cảnh này đã thành công khi cho chúng ta thấy rõ điều gì đã khiến It trở nên đặc biệt. Từ cái chết của một người vô tội được vào vai xuất sắc bởi đạo diễn và diễn viên trẻ Xavier Dolan tới sự tàn ác của con người, một phần do ảnh hưởng từ sự hiện diện của It, bạo lực và cuối cùng là sự hả hê của It trong hình hài ưa thích của mình. Một cảnh khiến các fan của nguyên tác không thể hài lòng hơn và là sự chuẩn bị hoàn hảo cho tất cả những gì sẽ diễn ra sau đó. It Chapter 2, một cách không bất ngờ, đã làm tốt việc cân bằng tông phim đã khiến phần đầu tiên được đánh giá cao đến như vậy, khi biết khi nào thì cần khiến người xem sợ hãi, khi nào thì cần có những khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn, với mỗi màu sắc mà nếu các bạn đã xem phần đầu tiên thì biết rằng đều có cái hay riêng của nó. Và theo phong cách đó thì ngay sau cái chết thảm thương của Adrian Mellon là cuộc sống vào năm 2015 của các nhân vật chính. Nếu tính theo xác suất thì ở độ tuổi 40, nhóm Losers đang là những kẻ thắng cuộc khi hơn một nửa trong số họ đang rất thành công trong sự nghiệp. Tuy vậy, như đa số những người ở độ tuổi này, họ đều có những dằn vặt riêng và tất nhiên là cả chung nữa nếu chúng ta tính cả thứ đang chờ đợi họ ở nơi họ lớn lên. Đây như là một lời khuyên nhủ rằng hãy theo đuổi những đam mê tuổi trẻ của mình khi tất cả các nhân vật đều đang làm những công việc mà họ đã thể hiện tiềm năng từ khi còn nhỏ. Như Bill, giờ đây là một nhà văn nổi tiếng. Một cách hài hước thì Bill không biết cách kết thúc những tác phẩm của mình. Đây rõ ràng là sự mỉa mai tới tác giả của It là nhà văn Stephen King, người có một vài cameo rất đáng nhớ trong phim và cũng là người thường nhận được những lời phê bình tương tự cho những kết thúc của mình. Để tóm gọn được cuộc sống của từng thành viên trong đội Losers, thì đây không phải là những cảnh quá tinh tế, nhất là trong lời thoại. Như trong cảnh của Bill và Eddie chẳng hạn, chúng ta sẽ nghe được những câu thoại như là "Em là vợ anh" mà bình thường sẽ không ai tự nhiên nói ra, nhưng nó có mục đích khá rõ ràng là cho chúng ta biết đó là vợ của Bill. Nhưng dù lộ liễu thì quan trọng là nó cho chúng ta thấy rằng dù 27 năm đã trôi qua thì đây rõ ràng là những nhân vật mà chúng ta đã yêu quý, đã ủng hộ và vì vậy chúng ta sẽ không ngại làm điều tương tự trong phần mới này. Phải đặc biệt dành những lời khen ngợi cho bộ phận casting của phim khi đã có những lựa chọn tuyệt vời cho những phiên bản lớn của câu lạc bộ Losers về không chỉ ngoại hình mà cả diễn xuất. Đến cả Ben, dù giờ đây nhìn như một siêu mẫu thì vẫn có nét hao hao có thể khiến tớ tin đó là Ben, dù tớ vẫn phải thắc mắc rằng tại sao một người thành công, đẹp dai, cao to, tốt bụng mà đến giờ vẫn cô độc như vậy. Và nếu đến 27 năm sau anh vẫn lưu luyến Beverly thì tại sao không chủ động liên lạc mà để cho Beverly phải lấy một người tệ đến như vậy nhỉ? Chắc Ben có lý do riêng và nói một cách công bằng thì chúng ta cũng không biết điều gì đã xảy ra trong 27 năm vừa rồi. Nổi bật nhất trong dàn cast chắc chắn là Bill Hader trong vai Richie Tozier. Về khiếu hài hước của diễn viên này thì khỏi phải bàn, tuy nhiên tớ chưa bao giờ nhìn thấy anh trong một vai diễn nghiêm túc hơn như ở trong It Chapter 2 và anh đã hoàn thành phần đó xuất sắc không kém gì phần sẵn đã được ca ngợi của mình. Richie còn là nhân vật nổi bật nhất vì anh là nhân vật giữ được nhiều nhất phần trẻ trâu đã khiến anh trở nên đáng nhớ như vậy trong phần 1. Đúng vậy, ngoài bối cảnh những năm 80 đầy quyến rũ thì một mảng khác mà It Chapter 2 đã không thể đánh bại được phần đầu tiên là sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Những tương tác giữa các nhân vật trong năm 2015 mất đi nhiều sự thân mật, hài hước mà rõ ràng là hoàn toàn hợp lý so với độ tuổi của họ, nhưng không thể phủ nhận là khiến cho phim mất đi hẳn một trong những yếu tố đã khiến cho phần đầu hay đến như vậy. Rất may là chúng ta vẫn có những câu đùa bậy bạ của Richie, một phần nào đó sự hốt hoảng của Eddie. Cùng với đó là một lựa chọn cực kỳ thông minh của nhà làm phim khi nhiều lần lồng ghép hiện tại và quá khứ. Đưa trở lại dàn diễn viên nhí đã được điều chỉnh một cách rất khéo léo bởi CGI, dù những cảnh này vẫn rất ít ỏi. Có lẽ cảm giác đau nhói, thèm muốn được trở lại năm 1988 chỉ thêm một chút nữa thôi mà người xem có được là nằm hoàn toàn trong ý đồ của nhà làm phim. Vì vậy, tớ không thể phê bình điều này. Thứ đáng quan tâm hơn theo tớ đến từ những cảnh hù dọa. Theo chỉ dẫn của Mike thì từng thành viên của đội Losers phải tìm về quá khứ và một lần nữa đối chọi với nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta đã được chứng kiến một trong những cảnh này trong một trailer của phim khi Beverly trở về căn hộ nơi cô đã lớn lên với cha mình. Đó là một cảnh mang đậm thương hiệu của It khi tạo sự bất an rất chậm rãi với việc sử dụng hình ảnh và âm thanh cực kỳ tinh tế. Và giờ tớ mới hiểu rõ vì sao chúng ta được nhìn thấy cảnh này trên trailer nhiều đến như vậy, đến mức ra hẳn được một video phân tích hơn 10 phút, bởi vì đó là cảnh nếu xét về tính kinh dị thì là xuất sắc nhất của cả phim. Còn trong những cuộc hành trình solo của phần lớn những nhân vật còn lại thì những tình huống jump scare được sử dụng nhiều đến bất ngờ và một số thậm chí còn rất dễ đoán với những gợi ý khá lộ liễu về âm thanh khiến người xem biết rõ sẽ bị hù khi nào chứ không phải một cách khéo léo như phần đầu tiên. Một phần lý do mà những jump scare được sử dụng nhiều hơn và chúng không còn hiệu quả như trước kia có lẽ còn là do nhà làm phim phải thay đổi cách tiếp cận, bởi vì khác với phần 1 thì giờ đây chúng ta đã biết rõ It là ai. Diễn xuất của Bill Skarsgård vẫn đỉnh như vậy, nhưng tên hề giờ đây không còn sự bí ẩn
là nguyên nhân chính đã khiến cho phần đầu lôi cuốn và cho chúng ta cảm giác bất an đến như vậy. Những nỗi sợ của các nhân vật sau 27 năm vẫn chưa thay đổi nhiều, nên những cảnh solo này không gây quá nhiều bất ngờ. Và tuy chúng được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và âm thanh, thì tớ phải thừa nhận rằng sau khoảng 2 màn solo này, tớ đã mong rằng chúng hãy kết thúc thật nhanh để cả nhóm có thể thực hiện bước tiếp theo. Những màn solo tuy chiếm nhiều thời lượng, nhưng cũng không giúp chúng ta biết nhiều hơn về các nhân vật trong hiện tại, mà chỉ là được nhắc lại về quá khứ, về những điều chúng ta đã sẵn biết về họ. Điều này khiến tớ khá hụt hẫng khi ngay đầu phim chúng ta đã được giới thiệu với nhiều vấn đề mà các nhân vật đang gặp phải, như là việc Bill không biết cách kết thúc một câu chuyện và không chấp nhận thỏa hiệp về nội dung, như là Beverly luôn phải lòng những người đàn ông thích kiểm soát mình, rồi sự cô độc của Ben. Nhưng hầu hết những chi tiết này sau đó không được khai thác và gần như bị lãng quên. Trong phần 1 thì các nhân vật đã phải đối chọi và cuối cùng là vượt qua không chỉ những sợ hãi mà cả những bất đồng với những thành viên còn lại trong trận chiến quyết định với It, và nhờ đó cái kết mới cảm xúc và gây thỏa mãn đến như vậy. Ngược lại, trận chiến cuối cùng của phần 2 vừa không có build up hay xây dựng nền móng đủ tốt, vừa có hướng giải quyết có phần ngớ ngẩn và khuôn mẫu khi một nhân vật không biết kiểu gì mà chợt nghĩ ra cách đánh bại kẻ thù và cách này cũng lập tức thành công. Nhìn chung, It Chapter 2 vẫn là một bộ phim đáng xem nhờ một dàn cast đáng nhớ và hình ảnh, âm thanh xuất sắc. Còn thành thật thì It Chapter 2 từ đầu đã không có cơ hội để hay hơn phần đầu tiên, khi từ tiểu thuyết của Stephen King, vốn là một câu chuyện đã lồng ghép quá khứ và hiện tại, thì phần phim ra năm 2017 đã chót lấy hết những gì hay nhất của nó rồi. Ai biết được là trẻ con lại thú vị hơn người lớn nhiều đến như vậy nhỉ? Nhưng như vậy là không đủ để các bạn bỏ qua phần phim này đâu, đặc biệt nếu các bạn là fan của phần đầu tiên và muốn nhìn thấy số phận của các nhân vật mà các bạn đã yêu quý. Để cho It Chapter 2 điểm khá phê. Còn các bạn thì sao? Cái kết của đội Losers có khiến các bạn thỏa mãn hay không? Hãy để lại cảm nghĩ của các bạn trong phần comment. Và hay hơn nữa là hãy viết review của các bạn cho phim trên website của bọn tớ là phêphim.vn nhé. Và đừng quên like video này nếu các bạn thích nó và đăng ký vào kênh cũng như nhấn nút thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bọn tớ về It, như là video phân tích và giải thích y như với phần đầu tiên nhé. Tớ là Giang, xin chào và chúc các bạn xem phim vui vẻ. Is looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.